Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin, sáng sớm ngày 11 tháng 10, do chịu ảnh hưởng của bão địa từ, cực quang lại được nhìn thấy ở nhiều nơi tại Bắc Kinh. Sáng sớm cùng ngày, cực quang cũng xuất hiện ở nhiều nơi tại Tân Cương như Antei, Karamei, v.v. Đây là lần thứ hai cực quang được quan sát ở vĩ độ 40 độ Bắc tại Trung Quốc. Lần xuất hiện trước đó là vào khoảng ngày 11 tháng 5 năm nay. Đài truyền hình nhà nước CCTV ca ngợi, tuyệt đẹp Bắc Kinh bùng nổ cực quang. Tuy nhiên, có cư dân mạng từ Quảng Đông phản hồi, đừng có khen tuyệt đẹp nữa, cổ đại gọi đây là trời giáng ánh sáng máu. Nhiều người Trung Quốc đang lo lắng, tự hỏi liệu ánh sáng đỏ trên bầu trời có phải là điềm báo trước của một sự việc gì khác hay không? Và nếu nhìn lại lịch sử thì câu trả lời là chắc chắn có. Nhưng hiện tượng bầu trời rực đỏ hay trăng máu không chỉ đơn thuần là cảnh báo các tai họa lớn nhỏ, mà phía sau vẫn còn một số điều mà hôm nay Tinh Hoa TV sẽ cùng mọi người phân tích. Bắc Kinh bầu trời đỏ như máu, tứ khố toàn thư đang tiết lộ huyền cơ. Gần đây, những cảnh tượng gây sốc về hiện tượng cực quang cũng đã được ghi nhận ở nhiều nơi khác như Tân Cương, Nội Mông, Sơn Tây, Hắc Long Giang, v.v. Về vấn đề này, một số cư dân mạng đại lục bình luận: ngay cả Bắc Kinh cũng có thể nhìn thấy cực quang, đây có phải là một hiện tượng tốt không? Đằng sau sự mỹ lệ là rủi ro. Nếu thỉnh thoảng có hiện tượng cực quang thì nên cảnh giác vì nó chưa hẳn là chuyện tốt. Bắc Kinh là trung tâm quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những hiện tượng kỳ lạ thường xuyên xảy ra trong năm nay. Từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2024, Bắc Kinh liên tiếp xuất hiện 3 sự kiện sao băng còn gọi là quả cầu lửa rơi. Các sao băng được gọi là thiên thạch sau khi chúng rơi xuống trái đất. Vào sáng sớm ngày 4 tháng 3, ngày đầu tiên trong kỳ lưỡng hội, nghĩa là hai cuộc họp gồm Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Nhân đại và Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn quốc, Chính hiệp, quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời rơi xuống ở Bắc Kinh và phát nổ trong quá trình rơi. Vào khoảng 22 giờ ngày 20 tháng 9, một vệt sáng khác xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh. Cư dân mạng ở Hà Bắc, Thiên Tân và những nơi khác cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Sáng ngày 29 tháng 9, sao chổi C2023, núi Tử Kim Atlas được nhìn thấy trên bầu trời thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Theo trang Earth.com, sao chổi C2023A3 có quỹ đạo quanh mặt trời hơn 80.000 năm này cũng xuất hiện tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cũng có thông tin cho rằng ngôi sao chổi này có quỹ đạo chỉ 60.000 năm. Vào đêm trước ngày Quốc Khánh, ngày 1 tháng 10 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người dân ở nhiều nơi như Thâm Quyến, Tây Tạng và những nơi khác đã nhìn thấy sao chổi quét ngang qua bầu trời. Người Trung Quốc cổ đại gọi sao chổi là sao thảm họa và coi chúng là điểm xấu. Dù ở phương Đông hay phương Tây thì người ta đều coi sao chổi là ngôi sao thảm họa. Điều đáng nói là theo tin tức từ nhiều phương tiện truyền thông của Trung Quốc vào ngày 12, sao chổi C2023A3 sau 60.000 năm mới gặp sẽ gần trái đất nhất. Vào tối ngày 12 tháng 10, người dân Trung Quốc một lần nữa được nhìn thấy bằng mắt thường. Một số cư dân mạng cho rằng chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà sao chổi 60.000 năm mới xuất hiện một lần trên bầu trời Bắc Kinh vào đúng ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập chính quyền. Bởi vì trong quá khứ, văn hóa truyền thống, dù ở phương Đông hay phương Tây, sao chổi được coi là điểm xấu, có nghĩa là một loại thảm họa hoặc là biểu tượng của một thảm họa, đặc biệt nhắm vào quân vương, quốc vương, v.v. Tứ khố toàn thư tiết lộ huyền cơ. Hiện tượng bầu trời đỏ rực hay mặt trời rực đỏ như máu đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử Trung Quốc và hầu hết đều xuất hiện vào cuối các triều đại. Người xưa cho rằng màu đỏ chủ về binh đao và mất mùa, nên trăng máu và bầu trời có màu máu xuất hiện được xem là điềm báo tai họa, nhất là tai họa chiến tranh, hạn hán. Bậc thầy phong thủy nổi tiếng thời Đường, Lý Thuần Phong đã viết trong Ất Tỵ Chim như sau: khi luồng khí đỏ bay ra khỏi con tàu bầu trời, trong vòng một năm sẽ có một người tự lập, tức là làm vua. Khí đỏ như máu khắp nơi là dấu hiệu đổ máu. Khí đỏ bao trùm mặt trời như ánh sáng máu. Hạn hán khốc liệt, dân chúng đói khổ, đất đỏ ngàn dặm. Mây đỏ vây quanh ở trên, bay hướng đông tây, quốc gia chịu binh đao. Người xưa có câu: Nguyệt hữu huy hoàng, ám sắc
thủy quang, thiên tai giáng chỉ. Khi bầu trời màu đỏ hoặc là khi trăng có màu máu cũng là lúc âm khí nặng nhất. Quỷ môn quan sẽ mở ra, ác quỷ sẽ đến làm hại nhân gian. Vì vậy, mỗi khi mặt trăng máu hay bầu trời máu xuất hiện thì nhân gian sẽ có biến động tương ứng, núi sông tan thương, lửa cháy khắp nơi, binh đao loạn lạc. Trong lịch sử Trung Quốc cũng có ghi chép về nhiều sự kiện lớn như xung đột vũ trang, thay đổi triều đại khi mặt trăng máu hoặc bầu trời máu xuất hiện. Ví như năm 498 sau Công Nguyên, vào thời Tề Minh Đế của Nam Triều, mặt trăng máu xuất hiện, Tư Mã Vương khởi binh mưu phản. Vào cuối thời nhà Minh, sau khi Hoàng đế Sùng Trinh lên ngôi, dị tượng bầu trời đỏ như máu đã xuất hiện khắp Thiểm Tây. Kết quả sau này, ông đã treo cổ tự sát tại Môi Sơn. Trong sách Tứ Khố Toàn Thư có một cách giải thích sâu hơn về dị tượng này như sau. Canh năm ngày 25 tháng 3 năm Sùng Trinh thứ nhất, tức là năm 1628, cả bầu trời Thiểm Tây đỏ như máu, giờ Tỵ dần chuyển sang màu vàng, mặt trời bắt đầu xuất hiện. Chiêm Tinh gọi hiện tượng đó là xích sảnh, nghĩa là tai họa đỏ, sẽ xảy ra đại hạn, việc binh khẩn cấp. Quả thật trong năm đó, giặc Bạch Thủy là Vương Nhị đã tạo phản. Vào thời Cận Đại, rất nhiều người đã so sánh ông Tập Cận Bình với Hoàng đế Sùng Trinh. Cả hai đều được đặt biệt danh là Tổng Gia Tốc Sư. Khi xưa bầu trời xuất hiện trăng máu, Triều Minh sụp đổ, vua Sùng Trinh treo cổ tự sát. Giờ đây, trên bầu trời ở Bắc Kinh lại xuất hiện dị tượng này, người người đang bàn tán. Liệu có phải có một đại sự nào đó sắp phát sinh hay không? Tập Cận Bình quyết không để lịch sử lặp lại. Người Trung Quốc có lẽ sẽ am hiểu về lịch sử và những sự kiện trong quá khứ của Trung Quốc nhất. Và cũng có lẽ vì bài học lịch sử vừa nêu ở trên, nên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hiện tại dù đã bước sang tuổi 71, nắm trong tay quyền lực tối cao trong nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, nhưng ông vẫn chưa chọn ra người kế nhiệm tiềm năng. Vì sao như thế? Vì theo cách hành xử của các thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì một khi người kế nhiệm xuất hiện, thì các chính trị gia trong Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tự nhiên bắt đầu điều chỉnh lại lòng trung thành của họ. Điều này có thể làm suy yếu quyền lực của ông Tập Cận Bình và làm dấy lên lo ngại rằng người kế nhiệm đang có âm mưu chiếm đoạt quyền lực. Vì vậy mà cho đến nay vẫn chưa xuất hiện cái tên người kế vị. Tuy nhiên, việc để trống chiếc ghế người kế nhiệm quá lâu cũng có thể khiến ông Tập ngày càng xa cách với các thân tín trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và khiến các phe đối lập tức giận, từ đó gieo mầm cho một cuộc đảo chính. Về lý thuyết, Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm các nhà lãnh đạo nắm quyền suốt đời. Nhưng tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vào tháng 10 năm 2022, những quy tắc đó đã bị phá bỏ. Tập Cận Bình đã loại trừ mọi bất đồng chính kiến, cuối cùng giành được nhiệm kỳ thứ 3 chưa có tiền lệ. Truyền thông nước ngoài cũng từng nhận định rằng người kế nhiệm của ông Tập Cận Bình chính là bản thân ông Tập Cận Bình. Trong cuốn Những bài đọc chọn lọc về tác phẩm của Tập Cận Bình được xuất bản vào tháng 4 năm 2023, có một số trích dẫn của ông Tập trong 10 năm qua. Trong số đó, chủ đề người kế vị được dư luận đặc biệt quan tâm. Ông Tập nói rằng, khi lựa chọn và đào tạo các quan chức trẻ, nguyên tắc đầu tiên là giáo dục họ trung thành với đảng và kiên quyết ngăn chặn những kẻ hai mặt trong chính trị. Người kế nhiệm là một khái niệm mang tính chất tổng thể, không thể hiểu một cách máy móc, không phải nói đến một con người cụ thể nào, phải giáo dục, dẫn dắt quan chức trẻ để họ có thể tiếp quản tốt, chứ không phải cân nhắc đảm nhiệm một vị trí riêng biệt nào đó. Quan chức trẻ không được tự trụ tính, tự suy tính quá nhiều sẽ dễ vi phạm nguyên tắc của tổ chức. Ông Tập Cận Bình còn nhấn mạnh, cán bộ trẻ và ưu tú không thể xếp thành nhóm đặc biệt, không thể ngồi đó chờ được đề bạt như thái tử. Nhà sử học Lý Nguyên Hoa nhận định, thực tế là ông Tập luôn muốn giữ nhiệm kỳ suốt đời, vậy nên ông ấy không thể thiết lập người kế vị. Ông Đinh Thụ Phạm, giáo sư danh dự của Viện Nghiên cứu Đông Á tại Đại học Chính trị Đài Loan từng phân tích rằng, hiện nay ông Tập Cận Bình không hề chủ động tìm người kế vị, nhưng mặt khác cũng không ai dám làm người kế nhiệm của ông ta. Bởi vì trong lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, những người kế vị được chỉ định ấy cuối cùng đều có kết cục không mấy tốt đẹp.
Ví như trong số các quan chức từng bị đồn là ứng cử viên cho ngôi vị thái tử, thì cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài đã ngã ngựa. Nguyên phó thủ tướng Hồ Xuân Hoa bị chuyển sang một vị trí nhàn hạ ở Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Còn cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Trần Mẫn Nhĩ, một thân tín của ông Tập Cận Bình, đã bị điều về Thiên Tân, còn không được làm nổi đến chức ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị tại Đại hội 20. Quay trở lại những gì đang xảy ra, những câu chuyện lịch sử về thiên tai nhân họa xưa nay vẫn luôn là lời cảnh tỉnh cho nhân loại. Nhân quả không phải là để hù dọa, mà là biển chỉ đường để tìm về thiện lương. Nhiều người sẽ thắc mắc, vì sao chính quyền hành ác mà bao nhiêu người dân Trung Quốc phải hứng chịu nhiều tang thương như thế? Là thần Phật không từ bi với người dân Trung Quốc chăng? Quý khán thính giả thân mến, chúng ta đều biết đến câu nói này: người đáng thương, ác có chỗ đáng trách. Trời đất không tự nhiên mà giáng hòa cho con người. Bài viết "Ông trời đã cho người dân Trung Quốc rất nhiều cơ hội" của tác giả Thiên Bảo đăng tải trên trang web tinhhoa.net sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng.